Rồi, nếu quý vị đang theo dõi phần tường trình đặc biệt của Little Sài Gòn TV với Đoàn Trọng, Hoàng Trọng Thụy liên quan đến chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Obama. Nhưng chúng tôi nhắc lại một lần nữa, ngay bây giờ thì ông đã sang Nhật Bản chuẩn bị hội nghị G7. Và trong lần cuối cùng gặp gỡ những người trẻ, ông đã đến Sài Gòn và tại Jam Center để gặp những người trẻ, trong đó có khoảng 800 người mà ông gọi là những nhà lãnh đạo trẻ của Đông Nam Á. Rất tiếc là người trẻ Đoàn Trọng không có mặt ở trong hội trường. Mà nếu có anh đó, mà anh được Tổng thống chỉ, tôi mời anh lên, anh sẽ hỏi câu hỏi gì? Nếu ông chỉ tôi vào những giờ phút cuối cùng, tôi sẽ hỏi ông Tổng thống Barack Obama, nếu điều kiện TPP không được Quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận, thì Hoa Kỳ sẽ đối xử như thế nào? Những cái lời ông nói sẽ Việt Nam sẽ đi theo con đường nào? Wow, câu hỏi đó anh muốn đặt khó trong Obama. Bây giờ tôi chỉ muốn Tổng thống Barack Obama ngồi đây trả lời cho tôi câu hỏi đó thì như thế nào? Nếu anh là Tổng thống Barack Obama, anh trả lời như thế nào? Thưa quý vị, tôi xin dựa vào câu trả lời của ông trước đó, cũng câu hỏi đó tương tự. Tương tự của một sinh viên cũng đặt câu hỏi đó. Người sinh viên này nói rằng với những cái chính trị khó khăn ở Quốc hội hiện nay, cái sự nghi ngờ đó là khó lòng mà đưa cái hiệp ước TPP ra để bỏ phiếu thông qua vào năm nay. Đặt câu hỏi đó với Tổng thống Obama, ông trả lời như thế này, ông nói rằng tôi tin là sẽ thông qua. Tôi tin, đúng vâng như vậy. Tôi tự tin là sẽ thông qua. Ông đưa ra cái thí dụ điển hình và tôi nghĩ chắc chắn nếu mà anh đặt câu hỏi đó, ông cũng sẽ trả lời như thế rồi. Ông bằng cách ông đưa ra các thí dụ điển hình trong những cái hiệp ước mậu dịch quá khứ. Thí dụ mới đây nhất là hiệp ước mậu dịch với Nam Hàn. Ông nói rằng trước đó đó, Thượng viện, Hạ viện đã chỉ trích ông đủ thứ, nói rằng sẽ mất việc làm rồi bao nhiêu nguồn đầu tư của nước Mỹ sẽ chạy sang Nam Hàn. Cuối cùng ông nói rằng chỉ cần sửa đổi một số các điều khoản thôi, rồi hiệp ước được thông qua, thì ông tin là hiệp ước TPP cũng tương tự như vậy. Chỉ cần sửa đổi một vài điều khoản rồi cũng sẽ thông qua. Và ông trả lời như thế hay hơn là ông nói rằng tôi không biết làm gì hơn nếu không qua. Kính thưa quý vị, có một vài người trẻ họ đã đi xa hơn và họ đặt câu hỏi với Tổng thống Barack Obama, nhiệm kỳ của ông kề cận sắp hết, ông phải rời khỏi White House. Nếu trong 5 năm tới đây bà Hillary Clinton hoặc là ông Donald Trump lên làm tổng thống thì ông sẽ chú tâm vào cái công việc gì và ông có những cái gì để gọi là góp ý với vị tân tổng thống của Hoa Kỳ? Câu hỏi đó có một câu hỏi rất hay của một người trẻ đó. Anh là một người đạo diễn, một nhà làm phim. Vậy ông đặt câu hỏi đó là Tổng thống Obama đã từng nói với những người trẻ đó là hồi trẻ đó ông không có chịu đi học. Ông ham chơi lắm và thậm chí gái gung cũng hơi nhiều. Ông nói, ông Barack Obama nói tôi thì hanging around rồi tôi cũng là thích gái gung. Tôi gái gung dữ lắm. Vâng. Tôi không có chăm chỉ, tôi không có nghiêm túc như các bạn ở đây đâu. Nhưng mà rồi lớn lên đó và cuối cùng ông rất là cảm động. Ông nói có một câu chuyện mà ông muốn kể đó là chuyện liên quan đến bố của ông. Ông nói từ nhỏ tới lớn lên, ông không biết bố ông là ai. Ông chỉ biết bà nội và mẹ của bà ông ngoại với mẹ ông. Bà ngoại với mẹ của ông mà thôi. Và ông lớn lên với sự chăm sóc và đùm bọc của hai người này. Ông nói có thể vì cái sự thiếu vắng đó mà ông trở nên hư hỏng hoặc là lêu lỏng hoặc là không có học hành chăm chỉ. Tuy nhiên khi bắt đầu ông bước vào tuổi 19-20 rồi vào đại học đó, tự nhiên một ngày ông nghĩ lại, mình không thể nhìn vào quá khứ để rồi hoặc là tìm tới một cái hình ảnh mà mình không có trong tay. Cuối cùng thì mình phải tự làm cho tự xây dựng tình yêu và trách nhiệm để xây dựng cho mình và từ đó ông dấn thân. Và cái việc đầu tiên ông làm đó là ông nghĩ tới những người nghèo, những người bần cùng trong xã hội và chính những người có dòng máu châu Phi như ông trong các cộng đồng nghèo ở Chicago. Từ đó ông xây dựng cộng đồng và quả nhiên chúng ta cũng đã biết ông là một nhà hoạt động cộng đồng rất tài năng. Ông biểu từ đó ông mới xây dựng cộng đồng và cuối cùng ông nói rằng không có gì ảnh hưởng chính sách của nước Mỹ hay bằng một chính trị gia. Và từ đó ông dấn thân vào con đường chính trị và cuối cùng trở thành một nhà lãnh đạo. Mà ông nói rằng không bao giờ ông nghĩ ông sẽ trở thành tổng thống cả. Nhưng mà từ một con đường nhỏ, những cái bước nhỏ để cuối cùng dẫn ông đến con đường quan trọng nhất là người tạo ra chính sách cho cả một đất nước
lớn, giàu mạnh nhất trên thế giới này. Kính thưa quý vị, đó là American Dream. Anh thấy không? Những cái câu trả lời đó đã khiến cho cử tọa họ vỗ tay. Rồi nhiều người nói, you so handsome. À. Ông quá đẹp rồi. Ông, no, ông tôi ngưỡng mộ những câu đó. Khi một cậu thanh niên hỏi ông đầu tiên, tôi muốn nói rằng là ông rất là đẹp trai. Thì với một cái cách trả lời hóm mịn, ông nói, thôi được rồi, anh có thể dừng ngay ở đó là được rồi. Đừng có đi quá nhiều cho nữa. Cho nên anh thấy có cái người lãnh đạo ở Việt Nam nào mà có thể đối đáp với những người trẻ trong nước mà như thế này. Bởi vì sao? Chính sách của Việt Nam nó quá ư là mù mờ. Một cái câu hỏi về vụ cá chết không thôi mà ông không có ai trả lời được nữa. Mà khi hỏi đến cái người lãnh đạo nhất đó, thì người lãnh đạo lại chỉ tay sang cái người khác. Rồi hỏi cái người khác, người đó chỉ tay sang cái Bộ Tài nguyên và Môi trường. Làm sao anh Trọng? Làm sao người trẻ có thể tin tưởng được cái giới lãnh đạo ở trong nước khi mà họ không tìm được cái câu trả lời mà ngày hôm nay tất cả những câu hỏi của họ đặt với một vị tổng thống từ ngoại bang vào trong nước của mình. Người tổng thống đó trả lời không những rành rọt nữa mà mang lại bao nhiêu cái phấn khích, cái niềm hy vọng cho người trẻ trong nước. Tôi hỏi anh, ai có thể làm được điều đó? Vâng, đối với tất cả những vị lãnh đạo của Việt Nam sau chuyến viếng thăm của tổng thống Barack Obama, chắc có lẽ họ phải cân nhắc thật kỹ. Chắc chắn anh chồng ơi, nghĩ những mà gì cảm thấy nhục, nhục nhã nữa. Tôi thì tôi không dám nói chuyện nhục nhã, nhưng ít nhất họ phải nghĩ đến một câu là có thể khôn nhà dạy chợ. Tôi có thể nói là như vậy, vì tổng thống Barack Obama đã đến cho một cái bài học với lớp trẻ. Có thể nói những lớp trẻ có thể hờ hững, có thể chỉ nói vì cái sự hiếu kỳ đến với tổng thống Barack Obama thôi, nhưng điều này đã không xảy đến. Họ đến với cái sự ngưỡng mộ và họ đến tìm hiểu một cái sự hiểu biết rất rõ ràng về những gì tương lai của họ. Rất và tương tiếc lai là tôi không có những hình của những nhà lãnh đạo Việt Nam Cộng sản cũ cũng như mới bây giờ để mà đứng cạnh với ông Obama để so sánh. Nhưng mà rồi sáng nay chúng tôi nghe rất nhiều người bạn nói đó, Thùy ơi, nhìn thấy Obama đứng cạnh Trần Đại Quang đó, nhục cho đất nước Việt Nam mình quá đi. À, có một điều thì tôi chỉ dựa vào những cái điều kiện căn bản mà chúng tôi đã thấy thì có thể nói chúng tôi nói đến vấn đề giáo dục. Vị lãnh đạo của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ quá nặng. Được có thể nói xây dựng trên một cái nền căn bản giáo dục vững chắc. Và ngược lại chúng ta thì những cái người lãnh đạo của chúng ta chưa hẳn được xây dựng trên một cái nền tảng căn bản giáo dục anh vững nói chắc. Rất là đúng, một trong những câu trả lời của Tổng thống Obama trở lại với câu hỏi của một người làm phim đó. Ông nói rằng là những cái gì tôi làm tôi muốn kể câu chuyện đó, thì kể câu chuyện về Tổng thống như thế nào. Ông nói rằng một trong những câu chuyện hay nhất của nước Mỹ đó là bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Và ông nói rằng ngay từ khởi đầu đó, nước Mỹ lúc đó đang trong cuộc nội chiến. Nhưng mà những nhà sáng lập ra đất nước, họ đã nghĩ tới cái viễn tượng và họ muốn kể câu chuyện về một bản tuyên ngôn độc lập. Một khi nước nhà độc lập, một khi tự do, dân chủ, tự do đi tìm kiếm hạnh phúc, tự do lập hội, tự do ngôn luận, báo chí, tất cả những cái đó họ mang đi để họ giao giảng, truyền bá. Người Mỹ không những, ông nói là không những người Mỹ nữa, mà những người ở trên khắp thế giới, nhất là những người di dân từ châu Âu, họ nghe một cái viễn tượng của một nước Mỹ, một đất nước tự do, dân chủ hoàn toàn như thế, thu hút mọi người đến nước Mỹ. Ông nói rằng tất cả những gì đạt được ngày nay của nước Mỹ khởi đầu là chỉ từ một câu chuyện nhỏ mà thôi. Vâng. Bản tuyên ngôn độc lập của bản nước tuyên Mỹ. Ngôn độc lập của quốc. Cái declaration về độc lập của Hoa Kỳ đó là một trong những cái dấu ấn đặc biệt nhất khởi đầu cho cái thành tựu của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Có một điều thưa anh Hoàng Trọng Thủy, chúng ta nhìn thấy theo cái văn hóa Việt Nam thì chúng ta thấy ông Barack Obama chưa hẳn là người Mỹ. Mà người Mỹ là gì? Của những người ở khắp nơi trên thế giới đến đây để xây dựng Hoa Kỳ. Và cái điều mà gặp gỡ với Tổng thống Barack Obama để cho mọi người nhìn thấy rằng anh có thể con cái của anh cũng sẽ trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. À, vâng, một cái điểm đó mà như chúng tôi đã nói, ông mang lại cái hy sự vọng, phấn chấn, tinh thần cho tất cả mọi người, mà nhất là những người trẻ đó, họ mê lắm. Có người hỏi chứ, làm thế nào để tôi trở thành ông? Đúng, làm đó, thế nào để tôi trở thành Tổng thống, tôi trở thành một nhà lãnh đạo? Ông có thể giúp gì tôi? Ông có thể đưa ra những đề nghị này? Tổng thống Obama trả lời rất hay. Cái đầu tiên đó, đừng có nghĩ mình trở thành Tổng thống, đừng có nghĩ mình trở thành tỷ phú. Ông nêu thí dụ của Bill Gates, người tỷ phú hiện nay giàu nhất trên thế giới. Ông nói Bill Gates khởi đầu là gì? Là ông mê computer và ông muốn chế những cái nhu liệu đi cùng với cái máy hardware điện toán để làm thế nào mà mọi người có thể sử dụng điện toán một cách nhanh, và cái từ cái ý kiến rất nhỏ, cái niềm đam mê nhỏ đó mà
và cuối cùng ông trở thành tỷ phú, chứ không ai nghĩ rằng mình trở thành tỷ phú hoặc là trở thành tổng thống để rồi thành tổng thống cả. Vâng. Tất cả là phải từ đam mê rồi biến đam mê thành công việc làm và thành hiện thực. Cái điều mà quý vị cùng với chúng tôi qua chuyến viếng thăm của Tổng thống Barack Obama đến Việt Nam, khởi đi từ một chuyến đến Hà Nội vào ban đêm, chỉ có vài người ra đón ông. Nhưng kết cuộc của chuyến đi là hàng trăm ngàn người đứng dọc hai kênh bề đường của Sài Gòn để tiễn đưa ông đi. Và có thể nói từ người lớn tuổi cho đến người trẻ tuổi, tất cả mọi người đều hân hoan và họ cảm nhận đây là một vị lãnh đạo xứng đáng. Và từ đó họ nhìn nhận rằng quê hương của họ cũng cần có những sự thay đổi lãnh đạo. Điều mà họ mong ước cũng giống như họ muốn đã gặp được Tổng thống Barack Obama. Và liệu rằng chuyến công du của Tổng thống Obama có thực sự mang lại thay đổi cho đất nước Việt Nam hay không? Điều đó chắc chắn chúng ta phải cần chờ thêm một thời gian nữa. Và liệu rằng tất cả những gì Tổng thống Obama nói có thực sự thay đổi tâm trí của những người trẻ hay không? Thật sự ra thưa anh Hoàng Đồng Thị, anh cho phép thêm một thời gian nữa. Anh cho phép tôi xin ngắn một gọn một câu. Có thể nói sự thay đổi hay không, chúng ta chưa có câu trả lời. Nhưng chúng ta có một cái câu trả lời trong đầu óc của họ, là họ nghĩ có một sự suy nghĩ về những cái thế hệ lãnh đạo là quê hương của họ trong tương lai. Nhưng mà ít nhất họ có hy vọng, phải không ạ? Mà đó là những gì mà chúng tôi gửi đến từ Little Saigon TV, Đoàn Trọng, Hoàng Trọng Thủy. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả và mong rằng quý vị tiếp tục giữ băng tần 57.7 theo dõi các chương trình thường lệ, và chúng tôi gửi đến quý vị toàn bộ phần họp, buổi họp của Tổng thống Obama với 800 nhà lãnh đạo trẻ Đông Nam Á tối ngày hôm nay.